Xin thân mến chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái siêu phẩm mới, một siêu phẩm được mang tên Coberco SK30UR-5. Con này thì nghe đâu đó có mức giá là trên 300 triệu đồng, mới bốc về được mấy ngày hôm nay các bạn ạ. Ok, vậy ngay bây giờ mình sẽ bước chân vào review cho mọi người cùng xem để hiểu thêm về dòng máy này nhé. Thì đập hộp trước mặt các bạn đây thì con này mới lấy về cách đây được mấy hôm các bạn ạ. Thì máy thì cũng là máy chất bãi mà, thì về mấy hôm thì đi đổ dầu đổ giết rồi, thì nên là và đã đi làn rồi nên đã bị va quẹt rồi nhiều, nhưng mà máy vẫn còn đẹp, hình thức khá là mới. Máy đúng là máy chất bãi thì nó vẫn khác. Con này thì đâu đó có giá trên 300 triệu đồng các bạn ạ. Dòng máy này thì mình cũng thấy khá là mới và ngon. Okay, ngay bây giờ thì mình sẽ bước vào chi tiết hơn. Thì dòng Coberco này nhìn bề xa thì màu sơn chủ đạo của nó là màu xanh và màu nâu đen. Thì cũng giống với cái dòng Komatsu khác thì nó cũng có những cái cần kỹ thuật ở trên. Thì con này đây, đầu tiên thì dòng này thì lại khá là xịn sò đấy các bạn ạ. Là gì? Con này có một cái tháo lắp cơ. Đây chính là cái tháo lắp cơ. Nó có một cái tháo lắp cơ. Nên rất là tiện lợi cho việc thay tháo gầu. Gầu con này thì hơi nhỏ. Thế tiếp theo là dòng này thì có một đường búa nguyên bản, không phải là đường búa chế. Nên là máy nó cũng khá là đắt là như thế. Tại sao mà đường búa nguyên bản nó bao giờ nó cũng đắt hơn là đường búa chế, đường búa câu. Đây là một cái đường búa nguyên bản này. Thì cũng giống như cái dòng Komatsu, thì con này cũng có cần kỹ thuật nối ở trên. Cái phần khúc của nối phần khỉu đây các bạn này. Phần khỉu này nối ở trên đây. Đây là phần khỉu này. Phần này nối khúc ở trên như này là cần của Komatsu. Cũng được thêm có những cái hộp để chắn ở bên kia. Thì cũng có hệ thống đèn đồng đầy đủ và đẹp. Đấy. Thì, dòng này thì đấy là về phần trên cần. Cần kỹ thuật nó nằm ở trên, cũng khá giống dòng Hitachi ZX55, nó cũng ghê. Thì đây chính là con Coberco Server SK30UR, con này đời trừ 5 các bạn nha, mới bốc về. Thì nó sử dụng đây, nó con này chỉ sử dụng xích sắt. Nó sử dụng xích sắt. Đây, toàn bộ cái này là bằng xích sắt, gồm có một con ga lê đỡ trên và 4 ga lê tì ở dưới. Máy chất bãi mang về thì không cần phải nói nhiều gì rồi, thì đẹp, không có gì bàn cãi. Các hệ thống cầu xích của nó đây các bạn này cũng còn ngon. Đây là về phần đằng trước của nó nhé, đằng trước này, đằng trước của nó thì đây, nó mới đi làm về, đi san móng miếc nên là có những cát văng lên đây mà chưa dọn, chưa rửa máy được. Dàn bộ này là bộ motor di chuyển đây, không có dấu hiệu gì hết, đẹp. Đây cũng motor di chuyển bên này. Ngăn mâm quay toa đây, quay toa này rất là khô ráo. Dàn gầm đây nhìn xuống không có chảy dầu mỡ ở đâu cả, khô ráo, khô. Thương hiệu nổi bật Coberco. Về phần này đây là tổng phần mặt bên hông của nó đây, logo Coberco. Con này thì là máy mini 30 nên là sẽ không có cái cabin mà chỉ có cái mái che ở trên giúp thợ vận hành tránh được mưa nắng. Về phần đằng bên hông của nó này, NO-2. Dòng máy mini hay là dòng máy lớn hơn một xíu thì cũng có gọi là những cái ben này này để chống máy lên, và có thể là mình làm cái lưỡi san gạt luôn. Đây là đằng sau đít của nó, để logo Coberco SK30UR. Bây giờ mình sẽ mở máy lên cho các bạn chiêm ngưỡng cái con máy này xem là dòng máy này nó có cái gì mới lạ không. Đây, nó có một cái lẫy gài các bạn. Đây. Con này máy thì nó thiết kế gần như là ngay dưới cái ghế ngồi, nên là khi các bạn vận hành thì nó cũng khá nóng ấy. Vào mùa hè thì cái hơi máy nó bốc lên thì mình ngồi đấy vận hành thì rất là nóng. Con này thì đẹp rồi, khá là nóng. Đây, đây là về phần động cơ của nó. Thì cũng giống như dòng 30 khác thôi, Boe bao giờ nó cũng nằm ở cái phần này các bạn này. Boe nó nằm ở cái phần ngoài này. Con này là đời trừ 5, đời cao nên nó sử dụng rất là nhiều cái hệ thống điện. Đây là những cái bình nước phụ này. Và đây con này thì có cái ga đây ạ.
các ga này, ga kéo tay này, đây là bơm dầu hút này, bơm dầu bơm này. Và con này thì sử dụng động cơ là máy 3 bạn ạ. Đây, con này sử dụng máy động cơ máy 3. Đây, máy 3 đây, có 3 máy ở đây. Đó. À, mới đổ dầu nên nó chảy hơi chảy dầu kia đây, máy 3. Đấy, máy 3. Thì đây, sau khi đó mình sẽ đóng lại. Đấy, là máy 3. Thì đấy là phần về phần đây. Còn phần trên cái nắp này thì gồm có đây là nơi đựng mỡ này, cho thùng, đây là thùng dầu thủy lực này, và đổ dầu diesel vào đây. Đấy, nắp rất là tiện lợi vào đây. Rồi. Thì tiếp theo là gì? Đến phần cabin. Cabin này thì như mình có nói là nó không có cái bộ phận là cabin, nên nó chỉ có một cái mái che. Thì đây đây chính là thông tin Kazuro của đời máy Mose APP Machin Mose. Đây là SK30UR-5. Đây là Serino ký hiệu. Con này khoảng là 3 tấn 2. Đấy, sản xuất tại Machin Tokyo, Japan. Thì đấy là thông số kỹ thuật của nó. Còn đây là một số thông số như là bơm mỡ vào cái chỗ nào, 50 giờ, 250 giờ, 500 giờ, 1000 giờ. Còn đây là thông số, còn SK30UR-5 này nó gồm có là những cái gì? Cân nặng này, tốc độ di chuyển các thứ. Đấy, đấy là phần. Thì con này thì có đưa, vì nó có đường kỹ thuật ở đây nên là đây là chân cần kỹ thuật bẻ trái bẻ phải, được không ạ? Và đây là đường búa các bạn ạ, đường búa để chế ra đây. Đường búa nằm bên đấy. Đây là về phần ngồi thợ ngồi lái bên này. Thì gồm có là ga tay, đây nâng ben hạ ben. Đồng hồ thì gồm có như là đồng hồ báo nhiệt độ, đồng hồ báo giờ, đồng hồ nhiệt độ nước này, đồng hồ báo dầu này. Đây thì là đồng hồ báo giờ này. Còn đây các nút như là cảnh báo áp suất động cơ, bình ắc quy, dầu, chế độ rùa thỏ. Đấy, còi bên này là một số động tác. Đấy. Thì nó cũng khá là... Bây giờ thì mình sẽ là leo lên máy và test thử cho các bạn cùng xem về cái dòng này xem là tiếng máy nổ nó có êm không nhá. Bây giờ mình sẽ nổ máy. Các bạn thấy không? Mình mới để mức ga xăng ti thôi. Mình mới để cái mức ga xăng ti thôi mà nghe tiếng máy rất là êm. Quá là êm luôn. Dòng Kobeco thì các bạn xứng đáng trong giá tiền rồi. Ok, bây giờ mình sẽ là lên một tí ga. Đây, mình lên một tí ga này. Nâng này, nâng cần nhẹ tí nhá. À, con này phải hạ khóa an toàn xuống đó. Rất là nhẹ. Cực kỳ nhẹ luôn bạn. Thao tác tay trang. Tay trang đây thì cũng nhẹ luôn. Tay trang con này khá là nhẹ. Nhẹ. Đấy, có tháo lắp cơ này. Máy êm không ạ? Mình đang đi ở mức ga nhỏ thôi và rất là êm. Rất là êm luôn. Đó, rất là êm. Đấy, mình đi mức ga nhỏ này rất là êm, nghe máy êm. Đấy, quay bự bị quay rất là lẹ các bạn. Con này quay cực kỳ nhanh luôn. Dòng này quay nhanh. Ben này ạ. Về phần ben, nâng ben hạ ben. Đấy, di chuyển. Di chuyển nhanh luôn. Máy khỏe. Bây giờ mình sẽ quay toa sang trái này. Đây mình đang để ở cái mức ga xăng ti, mức ga bé thôi nha. Đây, mức ga bé đấy mà máy làm rất là hiệu quả. Đấy, đào thử gầu đất cho bạn xem này. Đấy, đấy ga xăng ti đấy các bạn ạ. Đấy, đây mức ga xăng ti thôi. Đấy, mức ga xăng ti thôi. Đấy, ga lớn lên tí nha. Đấy, máy 30 mà quay tít mù các bạn này, thấy không? Ra cần này, vào cần này, nâng ngang. Đấy, bổ củi nha. Đấy, rất là nhanh quá. Nói chung là dòng máy này thì không minh kệ. Đây, mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy động cơ. Đây, máy đang nổ, nghe rất là vui tai. Đấy. Đấy, dòng này thì không bàn cãi. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi. Đấy, thì cái dòng Kobeco này, máy 30 này thì loại này cộng thêm cái loại này đời khá cao, đời trừ 5, nên là máy làm rất là lanh. Và không hao dầu. Dòng Kobeco này thì nổi tiếng là không hao dầu rồi. Máy làm rất là lanh, gọn này và khỏe. Với mức ga xăng ti thôi mà mình có thể là làm rất là nhanh. Bởi vậy không bao giờ có cái nên là cái dòng này bao giờ nó cũng đắt là vậy. Có giá trị rất là đắt là như thế. Dòng mini thôi, nhỏ thôi mà đắt gần như là máy to rồi. Đấy, chính vì vậy là tại sao cái thương hiệu Kobeco nó vẫn là số 1 và được mọi người ưa chuộng như thế. Đấy, nên là dòng máy này thì mọi người mua bốc về thì chỉ có việc làm thôi, rất là lành.
không có cái những cái gọi là khó sửa chữa. Đồ con này thì là phụ tùng cũng rất là sẵn đấy. Điển hình hơn là dòng này thì được gia cố là bổ sung thêm một số chức năng thêm về phần điện thôi, còn là máy móc thì vẫn đang dùng là đời kim cơ nên là rất là bền. Vì vậy là đây chính là một dòng máy mà có thể do mọi người lựa chọn hơn và mọi người có thể có cái nhìn khác hơn về cái con này. Vì vậy nên là dòng này rất là thích hợp và làm những cái địa hình chật chội và những cái nơi mà địa hình khó, tại vì nó nhỏ nó gọn đấy. Ok, thì mình đã giới thiệu cho các bạn biết thêm về cái dòng máy mini Kobelco SK30UR-5 này. Thì cũng mong rằng qua video này mọi người có thêm một số thông tin về cái dòng máy này. Thì ngày hôm nay mình đã mang tới cho mọi người về một cái siêu phẩm được mang tên Kobelco SK30UR-5. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ dành tặng cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Xin thân mến và chào hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo. Xứng đáng đồng tiền bát gạo.